Diệt cả phi tiền. Đầu tiên cùng Tương Thủy đầu nhị giáng lâm rồi. Tử khí đồng lại là Tương Thủy, tại sao lại cả sấm sớp? Cả người mới nhìn kìa những cái đầu đó, sao lại như vậy? Cỏ cũng biến thành màu vàng rồi. Lão Tổ Tông và tộc trưởng đâu rồi? Mong mời bọn họ tới xem. Lão Tổ Tông, có chuyện gì vậy? Có người đang cưỡng ép lấy đi khí vận của đạo tiên. Dốt cuộc là ai đang đuổi cùng giết tận lên hồ tộc chúng ta vậy? Chẳng lẽ là cái vị đó? Người canh giữ đạo tiên cùng bổn tọa muốn đến Nam Lĩnh gặp cầu lòng đại nhân. Tàu vàng đại sượng ngọa lòng cốc. Trưởng lão Hắc Hồ tộc, sao họ cũng ở đây vậy? Tại sao hai vị lại tới đây? Gặp qua linh hồn yêu tuồng, hai bọn ta tới đây mời cầu lòng đại nhân bố cho một quẻ cho lão tổ tộc ta. Minh Tỳ Thượng, ông ta vẫn chưa về sao? Không chỉ là chưa quay về, mà mấy ngày trước đèn dầu hồn của lão tổ đã tắt rồi. Đèn dẫn hồn được kéo bởi thần hồn của mọi người, khi hồn mất đèn cũng tắt. Vậy thì ý của người là Minh Tỳ Thượng chết rồi? Nói lung tung, tu vi của lão tổ cái thớ sao có thể chết được? À vậy thì coi như ta chưa từng nói. Minh Tỳ Thượng này là do người tự tiện. Hoàng thiên có đường người không đi, địa ngục không cửa thì cứ xông vào. Linh hồn dị tồn biết nội tình sao? Hãy nói cho bọn tôi. Đúng vậy đó, lão tổ chính là sau khi rời khỏi lãnh địa của hồ tộc người thì mất liên lạc rồi. Đừng có tra nữa, Minh Tỳ Thượng là từ chuột lấy trời đắng. Cầu lông đại nhân, mặc dù hóa phẩm khúc đã vang lên, cuộc phản công của chủng tộc chúng ta đã sắp tới gần. Cầu lông dị tồn, nhưng mà Minh Nghị Thượng lúc này vi phạm ước định xông vào trùng châu, cũng quá cuồng vọng rồi. Tỳ Thượng lão tổ có sai, nhưng mà tù vì của ông ấy cường hãn lại có bí pháp trên người, sao lại có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Tìm thế cầu mong lông đại nhận bối cho một quẻ. Được thôi. Đái cụ lý nhất, ngũ cư trùng mường, long cung chi nghĩa huyền môn, linh quy. Ây da, quả nhiên không ngồi dự liệu của ta. Họ lôi phề hạp, ly thường chấn hạ, vì họ lùi vào thế chi tường. Là chỉ đầy hùng. Cái gì? Đây là trời phạt tội ông ta bị thiêu cháy. Xem ra Minh Tỳ Thượng không phải là chết trong tay tu sĩ bình thường, mà là tồn tại vô thường hơn. Cùng lúc đại nhật rút cô lại, bọn ta sẽ báo thù cho lão tổ. Thiên cờ bất khả lộ. Nếu như tiếp tục điều tra sâu hơn thì ngay cả lão phụ cũng bị liên lụy. Các người đi về đi, để tránh gây họa cho cả tộc Hắc Hổ. Vậy mà tồn tại ngay cả ngài cũng không thể nhìn trộm mưa. Ta tạ cầu lòng đại nhọn đã gần cả hấp bổn ta sẽ an bài. Linh hồn dị tồn, ngươi tìm bán tọa có vì gì? Cầu lòng đại nhọn vừa nãy trên trời thành khẩu đào sườn con gián dị tồn, cả khí vẫn có thành khẩu đã bị hút vào về chỗ khác rồi. Hóa ra là như vậy. Vạn vật đều có số, khí vận của một tộc cũng chỉ có thể dùng ở đồng tộc. Khí vận này rời khỏi đào sườn cùng thì chắc sẽ đến tộc nhân linh hồn ở chỗ khác. Chỗ khác, nhưng mà toàn bộ hồ tộc Nam Lĩnh đều ở Thanh Khâu mà. Mấy ngày trước hình như là thập tam công chúa của tộc người vừa mới đầu hôn rời khỏi, đúng không? Ý của ngài là chuyện hồn này có liên quan tới nhá đầu đó. Nếu như lão phù đón công sai thì khí vận của thành khẩu chắc là toàn bộ đều ở trên người của đồ thập tam. Sao có thể? Tu vi của con bé còn chưa đến nhiều vượng, sao có thể chuyển đi được nhiều khí vận như vậy? Còn mong lông đầy nhọn xin nổi có thể đoán ra được người đoạt đi khí vận là ai không? Ở lão phù chỉ cố gắng thử. Cố cùng chi nghĩa pháp dĩ linh quỳ. Đấy cửu. Ây da, cầu lông đại nhân. Là ý trời. Ý trời không thể trà nữa, không thở hội nữa. Trên trời tiểu trì trấn. Là vì tự chí thì nó cuối cùng cũng đi rồi. Đúng là vội chết mất.
Lần trước khi Tức Vì Tồn Hắc Hổ đã biến mất ở tiểu trì trấn, chắc là vì tiền bối đã ra tay. Làm văn bối thì vẫn nên đến hội thầm cảm ơn mới được. Hà Quỳnh, Quỳnh muốn đi đâu vậy? Từ lão quỷ. Không, từ lão đệ. Sao đệ vẫn chưa đi? Hôm qua thì người đã từ chối tinh cầu của lão phụ đi bái kiến vì tiền sinh. Nhưng mà vừa hay lão phu lại gặp được hai vị khách đến từ Hoàng Đô Đại Yến. Ồ, hóa ra là cao tổ của Yên Quốc. À, thật kính, ngài không phải đã bước qua nhiều năm sau. Lúc này xuất quan là muốn đi đâu? Lão phu đang đến tiểu trì trấn ở trong lãnh thổ của Thái Huyền. Tiểu trì trấn, tại sao lại đến đó? Hồi tử thành thánh chủ, thì bằng tầm phải đưa lão tổ tới tiểu trì trấn để bái kiến vị tiền sinh. Vì tiền sinh, lẽ nào là vì tiền bối trong lời đồn của Hà Trương Huyện? Lão Hà chết tiệt, giờ có cao tổ Yên Quốc ở đây, ta xem ông còn giấu giếm sơ tổ bảo bối đó thế nào. Yên Lão Ca, quân thật là có mắt nhìn. Lão Phù luôn muốn bái kiến vị tiền bối này, đi thôi. Từ lão quỷ này đúng là chó ngáp phải ruồi. Trên đường phố tiểu trì trấn, ta giới thiệu một chút. Vị này là cao tổ hoàng đế đại Yên Quốc Tiên Thiền, lão phụ sao có thể còn bị chưa? Tên chủ thánh địa Thái Huyền, Trương Huy chân nhận, cũng lâu rồi không gặp. Hai người là người quen. Năm đó con là hán đích thần đến pháp quỳ, lấy tu đạo giả của hoàng thất đại Yên Quốc làm tôn. Trong đền thủ của tất cả các tông môn giáo phái thì đều là coi là dị đoan. Thế thì sao? Thân là người thống trị đại yến, lão phụ có trách nhiệm thống nhất lòng dân. Lão tổ tông bớt giận. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trên lãnh thổ của Thái Huyền, vẫn là đừng cãi nhau với thánh chủ thì hơn. Ở trong địa giới Thái Huyền thì sao nào? Lão phụ tuyệt đối là không cúi đầu trước ông ta. Vậy sao? Vậy thì mời về đi. Diệp sư tổ của thánh địa Thái Huyền ta không hoan nghênh ông. Cái gì? Diệp Huyền tiền bối là sư tổ của thánh địa Thái Huyền tông? Đó là đương nhiên. Con thì lão dần già người sao có thể ấn cư ở tiểu tỳ trấn, còn tặng thánh địa Thái Huyền tạ vô vàn khí giận. Hà Trường Huyền, nói gì có phải thật không? Có lẽ không sai. Mấy ngày trước thì ở núi Thái Huyền ta tận mắt thấy gì tiền bối đã ra tay trấn áp khí linh, nghi tiên khí bộc phát, còn thi triển tiền pháp giúp cho thánh địa Thái Huyền trong tu đại điện bị tổn hại. Cái này ở cây đó thấy Huyền Thanh chủ chúng ta thương lượng thêm một chút thế nào? Thương lượng thế nào? Thì đại yến hoàng thất sẵn sàng lập thánh địa Thái Huyền thành quốc tổng của đại yên quốc. Hả? Ngài nghiêm túc sao? Đúng vậy, chỉ còn để cho tại hạ và bằng tầm gặp được gì tiền bối. Thế nữa mặt ông có tình ý như thế thì đi theo ta đi. Vì sư tổ bảo bối của thánh địa Thái Huyền ta lại được hoan nghênh như thế, ta rất có cảm giác nghi cờ quá đi. Tiền bối ẩn cờ ở đây thì ác có tâm ý, để chút nữa thì đừng có lộ mãn mơ miệng làm mất lời phép. Đó là tất nhiên rồi, lão phu ti đối chứ không nói thẳng thiên cơ, chỉ là trước kia chưa từng giao lưu với nhân vật vô thường như thế, câu đầu tiên nên cho hỏi thế nào? Mọi người, Diệp tiên sinh, ta lại đến thăm ngài đây. Ấy, cô đường à, cô tới rồi. Nhiều người như thế đang nhìn, cô bỏ ta ra trước đi. Cái đó mời các vị vào ngồi trước đi. Ý cô nương, tay cô kệ đừng có sợ lung tung. Yêu hoàng, trong đại lục trùng chậu lại có tồn tại yếu hoàng ư? Đó là tất nhiên rồi, tôi vi như là gì tiền bối cũng phải nuôi một con cún chứ. Nên trích lộc phù không nhắc nhở trước, yếu hoàng chỉ là một gốc mở nổ thôi. Nơi này là một vùng đất tàu hóa chân chính đó. Rung ra đi, nhân phế vật và kỳ hóa thần. Dì tiên sinh, băng tâm rất nhớ ngày đấy, ngài có nhớ ta không? Cũng tạm.
Ôi, buông tay ra, ta đã bị hồ ly trắng nhìn thấy thì tối nay là mình lấy thám rồi. Chị tiên sinh, ta đã nói chuyện với chúng ta cho lão tổ vào vụ thân rồi. Hả? Nè nè, cơm thì có thể ăn bừa được, nhưng mà lời thì không thể nói bừa được đâu. Chúng ta quan trọng là quan hệ nam nữ trong sạch đó. À, vì tiền bối và yến cô nương quả nhiên là có duyên với nhau đó. À, làm gì có mà. Yêu đương làm gì cho loãng đầu, chỉ hai mình mà thôi. À, mời bên, mời qua bên này ngồi đi. Mò nó, vậy mà vẫn còn một con nữa sao? Yêu khí tôi là gì đặc? Rõ ràng là tù vì chỉ mới yêu vương cảnh, vậy mà yêu khí lại cứ như là yêu đế ấy. Ừ? Chưa nhận không thích hàng nhỏ đầu. À? Đừng có cho rằng chỉ có cô có tí nhan sắc thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn đâu nhé. Vì tiên sinh không phải là người phụ bạc như vậy đâu. Wow, đây có phải là ly trà được pha từ phiến lá ngô đào không nhỉ? Đúng thế đó, trà này hình như là còn cộng hưởng cả vài lần trước đó vài phần. Là càng thích hợp với thể chất của tiên nhân hơn à? Nếu như mà tiểu cổ có thể kết thành đạo lữ với vị tỳ sinh, thì đại yến của mình không phải là vĩnh hưởng thái bình rồi sao? À, nói đi, các người hôm nay tới đây là có chuyện gì thế? Bấm tiền bối, gần đây tôi có tìm được một cái bút cổ. Lần trước ta đến có hơi vội cho nên cũng không có mang quà gì ra mắt cả. Hôm nay mới mang lão vật đắc ý mà tới. Xin tiền bối hay nhận cho. À, tên là khách khí quá đi mà. Cái bút này rất là tốt. Đây dạ, hai lão tên là có tầm. À, đâu có chứ. So với lần trước thì tiền bối đưa ta món Thái Huyền Kinh Thanh Đồ, thì cây bút này chỉ là bằng một phần nhỏ mà thôi. Sớm biết gì tiền bối thích món đồ cổ bảo mật này như vậy, thì trước đây ta cũng nên dùng nó làm vật đánh cược. À, gì tiền bối, Tây Hạ Tư Chí Thiền hôm nay lần đầu tới bái phỏng cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ. À, từ lão lại chịu đáo quá rồi. Vậy dịp mổ xin được nhận. Wow, đây là một thổi mực thượng hảo đó nha. Tiền bối thích là được rồi. Tục ngữ nói thì vô cùng bất hương lộc. Hôm nay đã nhận quà của từ lão, vậy thì ta sẽ đáp lễ bằng một bức tranh vậy. Ngài muốn từ pháp hay là tranh thì hãy cứ nói ra nhé. Ôi thật, thật sao? À, vậy thì ta muốn một bức từ pháp có liên quan về kiếm. Thanh tuyết cũng được dịp tiền bối chỉ điểm đột phá lên nguyên anh. Nếu như mà tiền bối hạ bút ra mặt bảo là có chú kiếm vận thì nhất định sẽ giúp cho trường phòng đột phá. Chuyện nhỏ, lập tức có liền. Ồ, không đúng, đêm qua hình như là giấy tiền đã dùng hết rồi thì phải. À, kỳ đó trong nhà giấy tiền đã mất hết rồi. À, các vị ngồi chơi, ta đi mua một ít vừa về. Vì tiền sinh khỏi cần lo, ta đã chuẩn bị cho ngài đầy đủ rồi nè. Bình thường ngài rất thích sáng tác tư họa, là những thứ này đều là lấy từ hoàng đồ, có thể dùng trong một thời gian dài đó. Ý cô nương à, vẫn là cô hiểu ta đó. Bình thường tôn kém nhất vẫn là giấy tuyền, trên triệu tấn mùa mà lại đắt muốn chết đi được. Như thế này thì tiết kiệm được không ít tiền đã nhà. Trong nạp giới này còn rất nhiều, ta xin giao lại cho ngài cả. Cổ điện hạ lấy ra chẳng qua chỉ là giấy tuyên bình thường, vậy mà tiền bối là cao hứng tới như vậy. Xem ra rốt cuộc là vẫn là quá thô tục. Cổ vật đối với những người như là gì tiền bối chẳng là cái gì cả. Đây chính là cảnh giới tuyệt thế nhân vật, không phải là những vàng bối như chúng ta có thể đạt được đâu. Vậy ta bắt đầu đây. Không biết là tiền bối sẽ tặng ta cơ duyên như thế nào. Mẫn đường hòa tí tam thiên khách, nhất kiếm xương hàng thập tứ châu. Đây là kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí và kiếm ý.
Ta vì mà lại cảm nhận được rất nhiều chân ý kiếm đạo biết được một nát thân thần kỳ. Không ổn. Ta tu nhiều năm như thế, trước mặt vị tiền bối dường như giống như là một đứa trẻ. Dạ. Lão quỷ tử, này e rằng không chịu được y áp đại đạo của vị tiền bối, sắp tổ hóa nhập ma rồi. Thanh tâm như thủy, thanh thủy tức tâm, vi phong vô khởi, thanh tâm quyết. Tâu 15.